đường nhỏ hẹp trong thành phố hay trong lòng chợ. Cabin thì được thiết kế theo kiểu khí động học á, thì sẽ giảm lực cản và sẽ tăng khả năng là hỗ trợ cho các anh chị lái xe, nó sẽ được nhanh hơn và nó tiết kiệm tiêu hao nhiên liệu hơn. Về lớp sơn của xe tải Hyundai Boxer này thì cũng là như các dòng xe tải khác thôi, đây là sử dụng sơn tĩnh điện. Sơn tĩnh điện thì như các anh chị cũng biết thì nó rất là bền màu và nó sẽ chống bạc màu khi chúng ta sử dụng dưới điều kiện mà mưa nắng hoặc là sử dụng trong thời gian lâu dài. Đây là thương hiệu Hyundai nè. Thương hiệu Hyundai nó giống như là cái chữ H ngược vậy đó. Chữ H ngược. Và thương hiệu Hyundai này thì được mạ chrome nè. Cái chrome này thì chống reset và sáng bóng theo thời gian, nó không có bị reset nên các anh chị cứ yên tâm. Đây là một chiếc xe tải mà Sao Mai đã đóng. Đây là nó mang trên mình một chiếc thùng đông lạnh và đã ra biển số là chuẩn bị cho khách. Đây là công ty Mai Sơn của thành phố Hồ Chí Minh. Và bên cạnh Sao Mai đây là cái cụm đèn pha, cụm đèn xi nhan kết hợp với đèn sương mù tạo thành một cái góc nhỏ ở đây. Cụm đèn này thì được thiết kế theo đèn halogen cho nên nó rất là chiếu sáng, khả năng chiếu sáng nó cực kỳ cao khi chúng ta đi vào những khung đường mà đêm đen hoặc là những cái khung đường mà thời tiết xấu, sương mù. Sao Mai mời các anh chị hãy đi theo chân Sao Mai để tìm hiểu cái phần thùng đi. Sau lát nữa chúng ta sẽ vào nội thất để tìm hiểu cái phần cabin bên trong. Đây là cái phần bên hông cửa. Mời các anh chị theo cho Sao Mai để xem nhé. Lát nữa thì chúng ta sẽ đi vào khoang cabin để tìm hiểu. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về cái thùng. Đây là một dạng thùng đông lạnh. Thùng đông lạnh thì các anh chị sẽ thấy là trước mắt thì chúng ta đã thấy cái máy lạnh trước mặt chúng ta rồi đây. Những cái thùng đông lạnh thì chúng ta sẽ chuyên chở những mặt hàng đông lạnh. Ví dụ như ở Nha Trang hay những vùng biển chở hàng đông lạnh để vận chuyển đi vào thành phố Hồ Chí Minh hoặc là đi vào các tỉnh. Thì họ sẽ chọn cái thùng đông lạnh để bảo đảm nguồn thực phẩm được tươi mát và tươi sống. Trước mắt thì chúng ta thấy cái máy lạnh này thôi. Cái vách ngoài của cái xe tải này là vách này là vách composite nè, vách composite và những cái trụ này là đóng trụ nhôm nè, nhạc nhôm nè. Với cái xe tải này thì với dạng thùng đông lạnh này thì cái tải trọng của nó sẽ còn là 1,2 tấn và cái kích thước lòng thùng á là cái chiều dài của thùng nó sẽ là 3m1, chiều rộng của nó là 1m6 và chiều cao của nó là 1m7. Xe tải này thì được sử dụng là động cơ Hyundai. Nói về cái động cơ Hyundai thì các anh chị cũng biết là nó mạnh như thế nào rồi và nó chất lượng như thế nào. Lát nữa Sao Mai sẽ mở cabin lên để cho các anh chị xem cái lốc máy ở sau ở bên trong nhé. Với cái dạng thùng này thì rất là đẹp. Đây hoàn toàn là thì bên công ty của Sao Mai làm, đây là nhôm đây ạ. Còn cản này là cản inox mà bọc thêm cái composite để tạo phần cho nó đồng bộ với xe đó, tạo cái thẩm mỹ của xe. Nào mời các anh chị hãy theo chân Sao Mai đi vào trong cái lồng thùng để mình coi cái thùng đông lạnh nó chất lượng như thế nào nhé. Sao Mai mời các anh chị ạ. Đây là toàn bộ cái quang cảnh của cái lồng thùng của xe tải New Boxer 1,5 tấn thùng đông lạnh. Như các chị cũng thấy đây, đây là vách thùng ốp composite và sàn thùng là sàn thùng inox nhé. Inox này là inox 304, là inox tốt nhất trong các loại inox đó. Inox này thì chống reset, bao reset theo thời gian. Và cái sàn này thì Sao Mai đóng là sàn dập sóng có 4 lỗ thoát nước để cho chúng ta có thể là vệ sinh thùng một cách rất là dễ dàng và sạch sẽ. Đây là cái thùng mà cái sàn Sao Mai gập mí lên trên nè. Cái thùng đông lạnh thường gập mí lên để tạo độ sắc nét và những cái rãnh này nó không có bị động nước nè các anh chị. Cho nên vì không động nước thì nó sẽ hạn chế được cái khả năng rỉ sét. Rồi Sao Mai mời giờ anh camera hãy lui ra để mày quay tổng quát cái phần thùng sau của xe nhé. Sao Mai trong nghề bán xe tải thì cũng tự nhận xét là cái thùng này thì được đóng rất là chất lượng.
và khả năng chiếu sáng của đèn thì rất là cao, cho nên khi chúng ta đi vào những cung đường tối thì cái độ sáng của đèn nó sẽ hỗ trợ nhiều cho các bác tài trong việc vận hành vào những khu vực đêm đen. Về xe này là cái cỡ lốp, bây giờ sau mai mời các anh chị xem cái cỡ lốp. Đây là lốp cung mô, cung hô cỡ lớp nè. Cỡ lớp là 145. Đối với dòng xe tải Hyundai thì hai cỡ lớp nó không có đồng bộ nhau. Lớp trước lúc nào nó cũng lớn hơn lớp sau nó nhỏ hơn lớp trước. Đây các chị xem cái lớp cung hô ở phía trước thì cái cỡ lớp nó sẽ lớn hơn. Và bây giờ Sao Mai sẽ mời các anh chị đi vào khoang cabin để cùng Sao Mai tìm hiểu cái nội thất của cabin này nó có xịn sò không nhé. Đây trước mặt các anh chị đây là vô lăng có mang thương hiệu là Hyundai. Và trước mặt vô lăng là cụm đồng hồ trung tâm. Cụm đồng hồ trung tâm thì các anh chị trong ngành vận tải cũng biết là để theo dõi những thông số kỹ thuật, ví dụ như là tiêu hao nhiên liệu hay là lượng dầu, đồng hồ km. Đây, sau mai sẽ quay tổng quan cái phần cabin cho các anh chị xem nhé. Với dòng xe tải mà mang thương hiệu Hyundai thì các anh chị trong ngành vận tải hãy yên tâm. Tại vì nói về thương hiệu Hyundai thì nó khác, nó rất là chất lượng luôn. Sau mai phải công nhận như vậy đó. Một lần nữa Sao Mai xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi video